cộng đồng game thủ Trung Quốc đang cực kỳ quan tâm tới một tựa game đa nền tảng thuộc thể loại MMORPG thế giới mở, có tên là Distant Lineage. Câu chuyện kể về một thế giới tương lai, nơi con người phát triển công nghệ một cách vượt bậc và đã khám phá ra các nền văn minh khác trong vũ trụ. Tuy nhiên, khi người ngoài hành tinh xuất hiện, họ đã mang tới thảm họa khiến cho nhân loại gần như bị diệt vong hoàn toàn. Với vai trò là đặc vụ và là một trong những người may mắn sống sót, nhiệm vụ của người chơi là phải tìm cách sinh tồn tại một hành tinh xa lạ để xây dựng lại nền văn minh của trái đất. Distant Lineage là một tựa game nhập vai có lối chơi tự do trong bối cảnh thế giới mở. Người chơi có thể di chuyển khắp nơi trên bản đồ để thu thập các nguồn tài nguyên quý hiếm và xây dựng căn cứ của riêng mình. Khi có đủ các công cụ cần thiết, người chơi có thể bắt đầu chế tạo những món vật phẩm bằng công nghệ hiện đại, từ đó tăng cao khả năng sinh tồn của bản thân. Bên cạnh lối chơi tự do, Distant Lineage còn có đồ họa 3D đặc sắc cùng các công nghệ tiên tiến để mang đến cho người chơi một thế giới hoàn toàn mới. Hàng loạt các sinh vật độc đáo, những khung cảnh ấn tượng và vô vàn các hiệu ứng đẹp mắt sẽ khiến cho thế giới này trở nên hấp dẫn vô cùng. Đặc biệt, game còn phù hợp với nhiều game thủ với lối chơi đa dạng của mình. Người chơi có thể phiêu lưu khắp nơi với cốt truyện được đầu tư kỹ lưỡng, hoặc cũng có thể săn bắt các loại quái thú mạnh mẽ với tính năng thuần hóa quái vật, hoặc chiêu chiêu giải trí cùng các hoạt động trồng trọt câu cá. Thậm chí bạn còn có thể bay lượn, leo trèo và cả trộm trứng của những con quái vật khổng lồ để trải nghiệm cảm giác bị săn đuổi trong game. We'll be right back.